chí đại biểu, khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp năm thôn 12 thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2023. Mỗi một hành trình là một trang kỷ niệm, và như vậy câu lạc bộ của chúng ta đã vừa tròn một năm hình thành và phát triển. Xin được chúc cho câu lạc bộ tuổi mới với những hành trình mới này một phát triển vươn lên. Chúc cho các thành viên câu lạc bộ luôn đoàn kết, yêu thương, chia sẻ. Nhân dịp này, câu lạc bộ tổ chức sinh nhật, chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình trong năm qua. Sau đây, nghi thức sinh nhật xin được bắt đầu. Xin mời ban chủ nhiệm lên sân khấu. Khi mà nghi thức sinh nhật xong, chúng tôi sẽ mời các tập thể cá nhân có hoa và quà để tặng cho hội nghị. Sau khi xong tặng hoa quà xong, xin mời các đồng chí nắm lại sân khấu, lùi lại phía sau ban chủ nhiệm để giữ nghi thức sinh nhật. Sau đây, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu. Xin trân trọng kính mời ông Phùng Văn Vân, Bí thư Đảng ủy xã lên sân khấu. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã có hoa và quà tặng cho câu lạc bộ.
mời ông Dương Xuân Tuyên có hoa và quà tặng cho câu lạc bộ. Xin mời ông Đoàn Khắc Quyến, bí thư chi bộ trưởng thôn 13. Vâng, xin mời ông Phùng Văn Văn, ông Dương Xuân Tuyên và ông Lê Phúc Thịnh đứng lên hàng trên cùng cùng ban chủ nhiệm. Nhạc công xong chưa? Vâng, chúng ta bắt đầu nhé. Trong năm qua, câu lạc bộ luôn
được sự chỉ đạo sát sao của Hội người cao tuổi xã Kim Phú và ban đại diện người cao tuổi thành phố, sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các cấp ủy, chi bộ thôn 12, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự ủng hộ của nhân dân trong thôn, được cấp trên trang cấp cho một máy đo huyết áp để tự kiểm tra sức khỏe cho các thành viên, được doanh nghiệp điện máy Điện Hiên tài trợ một loa kéo phục vụ để cho luyện tập dân vũ dưỡng sinh trị giá 4 triệu đồng. Sau một năm hoạt động, câu lạc bộ đã đi vào hoạt động và nề nếp. Các thành viên câu lạc bộ thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động do câu lạc bộ đề ra, duy trì sinh hoạt theo quý vào ngày 4 của tháng cuối quý với các nội dung phong phú hấp dẫn. Câu lạc bộ thu hút được nhiều thành viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, tổ chức thăm hỏi, khám bệnh và theo dõi sức khỏe ban đầu cho các thành viên trong câu lạc bộ. Kết quả đạt được: một, về tăng thu nhập. Tăng thu nhập hiện nay có 33,9 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ là 20 triệu đồng, các thành viên đóng góp là 11,8 triệu đồng, vận động nguồn lực là 2,1 triệu đồng. Số thành viên vay vốn là 4 thành viên với tổng số là 31,2 triệu đồng. Hoạt động chăm sóc sức khỏe. Ban chủ nhiệm xác định sức khỏe là vốn quý của mỗi thành viên. Vì vậy, ngay sau ngày thành lập, ban chủ nhiệm thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, phối hợp với trạm y tế xã thăm khám sức khỏe, đặc biệt các thành viên có bệnh lý về nền, hạ huyết áp, tim mạch, đồng thời tổ chức truyền thông về sức khỏe vào các buổi sinh hoạt. Đã tổ chức 2 lần khám bệnh, đo huyết áp, tim mạch cho 26 thành viên câu lạc bộ và 3 người ngoài câu lạc bộ. 100% thành viên câu lạc bộ có bảo hiểm y tế. 3 là về hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà của tình nguyện viên. Câu lạc bộ có 5 tình nguyện viên đều là thành viên ban chủ nhiệm. Trong năm đã tổ chức thăm hỏi được 10 lượt thành viên bị tai nạn ốm đau với số tiền là 1 triệu đồng thăm hỏi và các thành viên bám hiếu là 600.000 đồng. Các tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi ốm đau, bám hiếu trong thôn và các phong trào của thôn, hội tổ chức. Câu lạc bộ phối hợp với chi hội người cao tuổi tham gia thi đấu bóng chuyền hơi do hội người cao tuổi xã tổ chức, đạt giải nhất nam, giải nhì nữ. Tham gia hội thi văn nghệ thể dục dưỡng sinh do xã tổ chức, đạt giải A văn nghệ, giải A thể dục dưỡng sinh và tham gia trình diễn thể dục dưỡng sinh do hội người cao tuổi thành phố tổ chức. Tổ văn nghệ thể dục dưỡng sinh thể thao thực sự là sự nằm cốt trong câu lạc bộ và chi hội người cao tuổi thôn. Tổ thường xuyên luyện tập các tiết mục mới, các bài dưỡng sinh theo chủ đề các ngày lễ lớn để biểu diễn trong thôn và giao lưu với các đơn vị được 5 lần. Có được những kết quả đáng khích lệ trên không thể không nói đến sự quan tâm tạo điều kiện của ban đại diện người cao tuổi tỉnh, thành phố, của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội người cao tuổi xã Kim Phú, của cấp chi ủy, chi bộ thôn 12, sự phối hợp động viên của các đoàn thể thôn 12, sự năng động nhiệt tình, trách nhiệm của ban chủ nhiệm và sự đồng thuận của các thành viên câu lạc bộ. Hội nghị vừa thông qua báo cáo tổng kết hoạt động câu lạc bộ năm 2023 và năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 hạn năm 2025. Xin mời các thành viên tham gia ý kiến đóng góp cho bản báo cáo ạ. Vâng, xin mời Vũ Quang Trung lên phát biểu đóng góp ạ. Phát triển kinh tế gia đình nhanh chóng và hiệu quả, được tham gia giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn,
đời sống tinh thần được nâng cao và cũng là động lực thúc đẩy cho mọi người vươn lên sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Được chăm sóc sức khỏe kịp thời, được quân bộ đến hỏi thăm khi ốm đau, được học tập giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao với các đơn vị bạn, thu hút được rất nhiều mọi người tham gia. Lần nữa tôi xin chúc vị đại biểu và vị khách quý cùng toàn thể các hội viên một sức khỏe hạnh phúc bình an. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Quang Trung. Xin mời ý kiến đóng góp của các thành viên khác. Xin mời bà Ngô Thị Tâm ạ. Còn nếu hai điểm
tôi xin nhắc hai điểm luôn. Một là cái tăng thu nhập. Câu lạc bộ thì chúng ta phải tổ chức cái tăng thu nhập, nhưng mà cái tăng thu nhập của chúng ta còn hạn chế rất nhiều. Theo chỉ đạo của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi tỉnh và Hội Người cao tuổi thành phố, cái nguồn lực chúng ta phải tăng và phải vận động. Bởi vì Hội Người cao tuổi tỉnh đã chi cho chúng ta 20 triệu làm vốn ban đầu để khích lệ mọi thành viên, khích lệ câu lạc bộ chúng ta hoạt động. Thế còn lại phía sau thì cái tăng thu nhập chúng ta phải đóng góp vào, đúng không? Chúng ta phải xây dựng lên cái quỹ, nó phải lớn, phải to thì hoạt động cho việc thì chăm sóc sức khỏe, việc hoạt động đấy là tương thân tương ái trong câu lạc bộ. Ở đây thì tôi thấy là cái tăng nguồn lực của chúng ta là còn yếu, cần phải phấn đấu và mọi thành viên phải phấn đấu. Thứ hai là cái vận động nguồn lực. Vận động nguồn lực ở đây ấy, thì chưa được nhiều. Qua cái báo cáo rất là ít, cho nên tôi đề nghị năm tới chúng ta sẽ hoạt động và tăng nguồn lực nhiều hơn. Về tăng nguồn lực và tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, mọi thành viên chúng ta đồng tâm, thống nhất, đoàn kết và đi vào một ý chí hoạt động thì câu lạc bộ mới lớn mạnh được. Về cái tăng nguồn lực thì tôi sẽ làm việc với câu lạc bộ một buổi cụ thể hóa, thống nhất trong 50 triệu thành viên, chúng ta sẽ tăng cái nguồn lực này. Thế đề nghị là có hai điểm: già sống khỏe, sống vui, sống có ích cho xã hội, nhưng phải vận động nguồn lực chúng ta mới có cái hoạt động. Theo tôi là như vậy. Hôm nay thì tròn một năm, xin chúc mừng những cái kết quả của câu lạc bộ đã đạt được, và chúc mừng cái ban chủ nhiệm hoạt động rất tốt, năng lực đạt yêu cầu, thực hiện cái nhiệm vụ theo chỉ đạo của trên. Và 6 tháng cuối năm thì đề nghị là theo phương hướng của câu lạc bộ đã đặt ra, hai nữa là nhấn mạnh thêm cái tăng nguồn lực. Tăng thế thì hôm nay thay mặt cho ban thường vụ xin chúc mừng, và cuối cùng xin kính chúc toàn thể câu lạc bộ, các vị đại biểu một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt ban chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ, xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Dương Xuân Tuyên, chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Ông đã ghi nhận những kết quả của câu lạc bộ đạt được trong năm qua, chỉ ra những hoạt động tiếp tục phải hoàn chỉnh và phấn đấu. Chúng tôi xin hứa đoàn kết, chung sức xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển. Chúc ông sức khỏe, hạnh phúc, luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Hội Người cao tuổi xã, câu lạc bộ liên thế hệ từng giúp nhau thôn 12. Xin trân trọng cảm ơn. Trong năm qua, câu lạc bộ luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Hội nghị hôm nay rất vinh dự và vui mừng được ông Phùng Văn Vân, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phú đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị trân trọng giới thiệu và kính mời ông lên phát biểu chỉ đạo. Kính thưa đồng chí đại biểu, kính thưa các ông, các bà, Hội Người cao tuổi xã Kim Phú, kính thưa các ông, các bà, chi hội trưởng Người cao tuổi của các chi hội,
các thôn trên địa bàn xã Tân Phú. Thưa toàn thể ủy viên của chi hội câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn 12, và đặc biệt hôm nay là có sự quan tâm của cấp ủy chi bộ của thôn 12, và đặc biệt hơn nữa là có sự quan tâm đồng hành cùng với các chi hội người cao tuổi cũng như là chi hội liên thế hệ tự giúp nhau của các xã phường lân cận muốn đi sản xuất. Và hôm nay thì tôi cũng rất là vui mừng khởi là tháng 6 năm 2023 thì thực ra thì sau khi mà báo cáo của người cao tuổi thì tôi thấy rằng là việc này cũng rất là khó, nhưng mà sau khi mà có cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cũng như là hội cấp trên, và đặc biệt là có sự quan tâm của ban thường vụ ban chấp hành hội người cao tuổi xã Kim Phú, và có cái sự nỗ chỉ đạo quan tâm của chi bộ thôn Nghĩa Hà, và đặc biệt là chi hội người cao tuổi thôn 12, chúng ta đã quyết tâm và đồng thời chúng ta thành lập chi hội câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn 12. Và sau tròn một năm thì hôm nay thì chi hội cũng đã tổ chức được là sơ kết và đồng thời cũng là sinh nhật tròn một năm thành lập chi hội liên thế hệ tự giúp nhau thôn 12. Trước tiên thay mặt cho cấp ủy chính quyền và tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã là xin được chúc mừng tròn một năm tuổi sinh nhật chi hội câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn 12. Thế và qua nghe báo cáo thì thấy rằng và ý kiến phát biểu của đồng chí chủ tịch người cao tuổi xã thì tôi thấy rằng là trong năm qua chi hội chúng ta đã tổ chức hoạt động, thứ nhất là đây là một chi hội chúng ta tự nguyện và thực hiện xây dựng quy chế hoạt động cũng như là xây dựng các mối công tác, phân công công tác trong ban chấp hành chi hội để chúng ta tổ chức thực hiện, thì đó là những thành công và kết quả đầu. Kính thưa toàn thể hội nghị, toàn tỉnh, toàn thành phố của chúng ta thì mới có 4 câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ chi hội liên thế hệ tự giúp đỡ, tự giúp nhau của thôn 12 Kim Phú, và một câu lạc bộ của phường Tân Hà, và một câu lạc bộ phường Nguyễn Tiến nữa thì gần trong đó có Nữ Vượng thì không tổ chức được, thì An Tường họ nhận được rồi họ có thành lập. Tôi muốn nêu như vậy để thấy rằng là thứ nhất là có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, sự quan tâm của hội người cao tuổi xã, có cái nỗ lực cố gắng quan tâm chỉ đạo của chi bộ thôn cũng như là của chi hội người cao tuổi, và đặc biệt là hội viên người cao tuổi thôn 12 xã Tân Phú. Và tôi rất đồng tình với kết quả trong báo cáo và ông bà Kim là chi bộ trưởng chủ nhiệm ban câu lạc bộ cũng đã báo cáo. Ở đây thì kinh phí thì hỗ trợ 20 triệu để chúng ta hoạt động. Cái hoạt động bao gồm là cho vay vốn để phát triển kinh tế. Thế rồi là thu hút cái sự đóng góp của hội viên. Thế rồi là chúng ta sẽ thu hút là các tập thể cá nhân ủng hộ, giúp đỡ để quan tâm của chi bộ. Cái việc thứ nữa là qua trong báo cáo thì tôi thấy là thứ nhất là chúng ta đã tổ chức làm một số các cái dịch vụ đã có cái khoản thu nhất định. Và tôi rất đồng tình với ý kiến phát biểu của đồng chí chủ tịch người cao tuổi xã, ngoài việc là chúng ta sống vui sống khỏe sống hạnh phúc, thế mà chi hội cũng như là vận động gia đình cùng với nhân dân trên địa bàn thôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định địa phương, như là quy ước hương ước, các phong trào thi đua của thôn 12 và của xã, thì chúng ta là làm tốt cái việc là chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp đỡ nhau. Ví dụ trong câu lạc bộ chúng ta có thể là có các y bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn, thế rồi là một số các lĩnh vực khác hiểu biết về cây thuốc nam, đó chúng ta giúp nhau như vậy. Thì trong báo cáo đã nêu thêm một cái việc nữa ấy, là trong này có cái nhóm là dưới 60 tuổi thì có cái sự tham gia của các thành viên hội viên là thành viên là người rất trẻ tuổi, ông Trung thì chắc là năm nay là còn trẻ lắm, tham gia cái tương tự năm trong một số các cái nhóm chia ra làm năm nhóm, thì tôi thấy rằng đây là một trong những kết quả bước đầu thành công rất là tốt.